Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV qua sự trình bày của Lê Thái và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kỷ niệm một năm ngày tấn công tòa nhà quốc hội. Cựu Tổng thống Trump hủy bỏ họp báo để dự trù vào ngày mai. Ba người ở Việt Nam bị truy tố tội lừa đảo. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Cách nay một năm, vụ tấn công dữ dội của hàng trăm người ủng hộ Tổng thống nhất cử, thất cử Donald Trump vào trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ trên đồi Capitol, biểu tượng của nền dân chủ Mỹ, đã gây chấn động trong dư luận Mỹ và thế giới. Một năm sau, người Mỹ vẫn lo âu cho nền dân chủ của họ nhất là trong bối cảnh một phần ba người dân cho rằng việc sử dụng vũ lực đôi khi có thể được coi là chính đáng để bảo vệ ý tưởng của họ. Theo hãng tin Pháp AFP, dù cuộc tấn công có thể gọi là vào nền dân chủ, đó đã thất bại, nhưng hai cuộc thăm dò cư luận công bố vào hôm Chủ nhật qua cho thấy, người Mỹ vẫn chưa hết lo âu. Trong cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình thông Mỹ, CBS News thực hiện, 2 phần 3 trong số những người được hỏi cho rằng cuộc tấn công mà những người ủng hộ ông Donald Trump tiến hành trên đồi Capitol là một dấu hiệu của bạo lực chính trị gia tăng và nền dân chủ Mỹ ngày nay vẫn đang bị đe dọa. Còn theo một cuộc điều tra do Nhật Bản, xin lỗi quý vị do Nhật báo Washington Post phối hợp với Đại học Maryland tiến hành thì niềm tự hào của người Mỹ đối với nền dân chủ của họ đã giảm đáng kể, chỉ còn 54% so với mức 90% vào năm 2002. Các cuộc thăm dò nói trên cũng nêu bật tình trạng phân hóa, chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ, điều mà tân Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ xóa nhà. Hai phần ba cử tri của ông Donald Trump vẫn tiếp tục tin rằng đảng Dân Chủ đã chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020 một cách bất hợp pháp và gian lận đã diễn ra trên bình diện rộng trong cuộc bỏ phiếu, đúng như các luận điệu không có bằng chứng mà người tiền nhiệm của Tổng thống Biden tiếp tục đưa ra. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã loan báo quyết định hủy bỏ một cuộc họp báo đã dự trù vào ngày mai, đúng một năm sau khi những người ủng hộ ông tấn công vào trụ sở quốc hội. Nhưng dịp này, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục tố cáo là gian lận. Cuộc bầu cử đã đưa ông Joe Biden lên làm Tổng thống Mỹ. Theo dự trù nhân dịp kỷ niệm một năm vụ tấn công vào tòa nhà quốc hội, Tổng thống Joe Biden sẽ có một bản tuyên bố từ thủ đô Washington. Nhân dịp này, để cạnh tranh, Cựu Tổng thống Donald Trump từng cho biết sẽ thực hiện một cuộc họp báo cùng lúc từ tư dinh ở mar a Florida, thưa quý vị. Tuy nhiên thì có thể do áp lực từ nhiều sự chỉ trích, ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, nơi mà ông Trump vẫn có ảnh hưởng to lớn. Nhiều người cũng tỏ ý dè dặt về tác động của cuộc họp báo nếu xảy ra. Cựu Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố bỏ họp báo, nhưng thay vào đó, chỉ có tuyên bố chung nhắm vào một buổi tập họp sắp tới ở tiểu bang Arizona vào ngày 15 tháng 1. Tuy nhiên, trước thềm kỷ niệm một năm vụ tấn công tòa nhà quốc hội, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn lặp lại những lời tố cáo về cuộc bầu cử gian lận. Thế nhưng, ông lại không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ngoài ra, cựu Tổng thống Donald Trump cũng tố cáo về điều mà ông gọi là tội ác thế kỷ, chỉ trích tính chất thiếu trung thực của cuộc điều tra mà Hạ viện đang tiến hành về vụ tấn công tòa nhà quốc hội và tiếp tục đả kích giới truyền thông. Một tòa án liên bang ở Florida vừa ra lệnh cấm vĩnh viễn đối với ba công dân Việt Nam trong vụ lừa đảo qua mạng lợi dụng đại dịch Covid nhắm vào hàng ngàn người tiêu dùng Mỹ. Sự việc được văn phòng Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) của ICE phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, Sở Ngoại bộ, Sở Ngoại vụ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Công an Hà Nội điều tra vào năm 2020. Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, phía Việt Nam đã điều tra và bắt giữ 3 người về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một đơn khiếu nại nộp lên tòa án quận Middle District của Florida vào tháng 8 năm 2020 cáo buộc nhóm người Việt gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản đã tham gia vào một vụ lừa đảo qua mạng, lợi dụng đại dịch để thu lợi cá nhân. Nhóm này lập ra hơn 300 trang mạng mà họ dùng để bán các sản phẩm, lúc đó đang trở nên khang hiếm trong thời gian đại dịch ở Mỹ, gồm nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn. Hàng ngàn nạn nhân ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã trả tiền nhưng không bao giờ nhận được sản phẩm. Tòa đại sứ Mỹ cho biết hơn 7.000 nạn nhân bị lừa, trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim. Thị trưởng New York Eric Adams đã đưa ra lời kêu gọi tổng thống Joe Biden công khai xin lỗi người Mỹ gốc Á vì ông tổng thống Donald Trump gọi COVID-19 là virus tàu. Trong thời kỳ đại dịch bùng phát, thị trưởng Eric Adams lên tiếng trong cuộc họp báo công bố loạt sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ở phố Tàu và các khu vực khác trong thành phố và kêu gọi tổng thống Biden nên đứng ra và nói thay mặt người dân Mỹ trắng rằng: "Chúng tôi xin lỗi cộng đồng người gốc Hoa." Theo lời thị trưởng Adams Tòa Bạch Ốc cần xin lỗi vì đã gọi COVID-19 là virus tàu, cũng như nhiều bình luận mang tính bài người châu Á khác mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra trong thời kỳ đại dịch. Thị trưởng New York cho biết sẽ gửi thư chính thức đến Tổng thống Joe Biden để yêu cầu không bao giờ có phép cho ai đó sử dụng phòng bầu dục để công kích người dân ở nước Mỹ. Tòa Bạch Ốc hiện chưa trả lời cho yêu cầu của thị trưởng Adams. Trong thời gian đầu xảy ra đại dịch, đảng Dân Chủ cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump kích động tâm lý bài Á khi thường xuyên nói COVID-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc, gọi dịch bệnh là cung flu, cách nói lái môn cung phu của Trung Quốc. Tại một cuộc vận động tranh cử, theo Trung tâm Nghiên cứu Hận thù và Chủ nghĩa Cực đoan tại Đại học bang California San Bernardino, hành vi phạm tội thuộc ghét chủng tộc nhằm vào người gốc Á được báo cáo cho cảnh sát ở các thành phố lớn nhất đất nước đã tăng 189% trong quý đầu tiên của năm 2021 so với cùng kỳ của năm ngoái tại New York, mức tăng là 262% trong giai đoạn này. Và một cô giáo ở tiểu bang New York sắp phải hầu tòa với cáo buộc tự ý chích ngừa COVID-19 cho một thiếu niên 17 tuổi tại nhà riêng ở thành phố Long Island, New York. Theo cảnh sát quận NASA, cô giáo tên Laura Russell, 54 tuổi, dạy môn khoa học tại trường trung học Harris, đã chích ngừa COVID cho thiếu niên trong khi không phải là nhân viên y tế hoặc được ủy quyền tiêm chủng khi hay tin, người mẹ cho biết bà chưa cho phép con trai chích ngừa vì dưới 18 tuổi. Ở New York, độ tuổi tối thiểu để được để một người có thể chích ngừa mà không cần sự cho phép của bố mẹ là 18 tuổi. Sau khi rời nhà cô giáo, thiếu niên đã kể vụ chích ngừa cho mẹ và bà, ngay lập tức gọi cảnh sát. Lúc chích ngừa, cô cũng đã sử dụng máy quay để thu hình toàn cảnh. Russell đã bị bắt vào đêm giao thừa và bị quản thúc trước khi đóng tiền tại ngoại. Cảnh sát cho biết cô giáo Russell bị buộc tội hành nghề trái phép theo luật giáo dục của tiểu bang New York bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 21 tháng 1 hiệu trưởng trường Harris xác nhận Russell là nhân viên của trường và đang bị đình chỉ công việc cảnh sát chưa rõ cô giáo Russell đã lấy thuốc chủng ở đâu để tìm cho người thiếu niên này thưa quý khán thính giả phiên xử một vụ lừa đảo người đầu tư lớn nhất trong thời gian qua vừa kết thúc vào hôm ngày chủ nhật Bị can là một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp, thông minh, thế nhưng lại là người có tham vọng sẵn sàng lừa gạt người đầu tư. Đó là cô Elizabeth Holmes, 37 tuổi. Chi tiết về phiên sự cũng như vụ lừa đảo này diễn biến như thế nào? Mời quý vị theo dõi bản tương trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy sau đây. Vào năm 2015, tạp chí về kinh doanh Forbes đã đăng ảnh Elizabeth Holmes trên trang bìa. Vinh danh cô là phụ nữ trẻ tuổi nhất nhưng là người giàu nhất nước Mỹ. Khi công ty do cô sáng lập có ước tính trị giá 9 tỷ Mỹ Kim. Nhưng chỉ một năm sau, cũng tạp chí Forbes sửa lại tin tức này. Ước tính trị giá của Elizabeth Holmes là con số 0 và nằm trong danh sách những kẻ lãnh đạo tồi tệ nhất trên thế giới. Tại sao một nhân vật trẻ tuổi xinh đẹp, thông minh lại từ voi xuống chó đến như thế? Tất cả là do lòng tham vọng, ảo tưởng, sẵn sàng làm mọi thứ dù biết vi phạm luật nhằm tạo sự chú ý của dư luận đến tên tuổi của mình. Elizabeth Holmes sinh năm 1984 ở thủ đô Washington. Có người bố từng làm phó giám đốc công ty Enron, là công ty chuyên về năng lượng. Thế nhưng mang tai tiếng lừa đảo hồ sơ kế toán dẫn đến cuộc điều tra của liên bang và sau đó phải phá sản. Hôm khi lớn lên được xem là một thiếu nữ thông minh, đam mê điện toán, sau đó chuyển sang ngành kỹ sư hóa, được trường đại học danh tiếng Stanford ở California nhận vào. Thế nhưng học được năm đầu tiên, cô đã rời Stanford để chuyển sang làm việc cho một phòng thí nghiệm ở Singapore. Đến năm 2004, cô sử dụng tiền học đầu tư vào công ty do cô sáng lập, chuyên nghiên cứu về kỹ thuật y tế cho người tiêu thụ. Khởi nghiệp từ trung tâm của nhiều đại công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Facebook, Apple ở Palo Alto, California. Elizabeth Holmes mang tham vọng thành lập một công ty mang tên Theranos, có ý tưởng sáng chế một chiếc máy có khả năng xét nghiệm máu và đoán biết bệnh trạng trong thời gian ngắn nhất mà chỉ cần một giọt máu. Vào thời điểm này và cho đến hôm nay, việc xét nghiệm máu phải qua một tiến trình rất công phu và tốn kém, và chỉ có những phòng thí nghiệm lớn mới làm được. Nếu chiếc máy nhỏ của Elizabeth Holmes có khả năng làm được cuộc xét nghiệm máu đơn giản, rẻ tiền, thì tiềm năng của công ty Theranos rõ ràng trị giá bạc tỷ. Đó cũng là nguyên nhân chính. Elizabeth Holmes muốn chứng minh cho các nhà đầu tư biết về khả năng lập ra được chiếc máy có một không hai đó. Năm 2004, cô nhận được 6 triệu Mỹ Kim nguồn đầu tư. Đến cuối năm 2010, nhận hơn 92 triệu Mỹ Kim nguồn đầu tư cho công ty khởi nghiệp của mình. Vì ai cũng thấy tiềm năng của chiếc máy thần kỳ do Holmes giải thích. Nhiều người về sau này cho biết, ngoài sự thông minh, Elizabeth Holmes còn có tài thuyết phục người khác tin vào khả năng của mình. Vì thế, ngay cả các nhân vật nổi tiếng trong chính phủ như cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ George Shultz cũng đã đồng ý làm thành viên hội đồng quản trị công ty Terranos, càng tạo thêm tiếng vang cho công ty. Chỉ 3 năm sau, Holmes được vinh danh là người thành lập được hội đồng quản trị danh tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Liên tục trong vài năm sau đó, công ty Terranos tiếp tục nhận được nguồn đầu tư lên đến 400 triệu Mỹ kim được lượng giá là công ty 9 tỷ. Trong suốt nhiều năm, Theranos làm việc trong âm thầm, không hề đưa ra kết kết quả thử nghiệm máu cho giới truyền thông được biết. Elizabeth Holmes vẫn tiếp tục vận động giới đầu tư và mặc dù biết kết quả thử nghiệm không thành công, thế nhưng lỡ phóng lao phải theo lao, cô yêu cầu nhân viên sử dụng kết quả thử nghiệm từ nơi khác để làm kết quả cho chiếc máy nhỏ của mình. Thậm chí, Home lừa được công ty Walgreens để hợp tác chung trong việc khai trương các cửa hàng thu nhận máu thử nghiệm của bệnh nhân. Tuy nhiên, sự lừa đảo của Elizabeth Home đã bị chính nhân viên trong phòng thí nghiệm khai sự thật với tờ Wall Street Journal và dẫn đến cuộc điều tra. Đến năm 2021, Elizabeth bị truy tố với kết quả trong phiên xử hôm Chủ nhật vừa qua. Bốn tội lừa đảo người đầu tư, ba tội chuyển tiền gian, một tội âm mưu chuyển tiền gian với khả năng chịu mức án lên đến 20 năm tù giam. Tờ New York Times đã gọi trường hợp của Elizabeth Holmes và công ty Theranos của cô là biểu tượng của sự sụp đổ một nền văn hóa đầy tham lam, thổi phồng và áp lực của thung lũng Silicon, nơi nhiều công ty khởi nghiệp phải phá sản vì đã thổi phồng quá đáng thành ảo tưởng. Hoàng Trọng Thủy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, phần tin tình, tình đặc biệt vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài Lê Đô Sài Gòn TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Thảo Tiên và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.